Yếu tố góp phần quan trọng làm nên việc chúng ta bán đắt hàng đó là sẽ có một cửa hàng vải cực kỳ đẹp và bắt mắt, khiến cho khách hàng khi bước vào cửa hàng của chúng ta nhìn mảnh vải nào cũng muốn mua. Đó là việc chúng ta phải sắp xếp từng mảnh vải một thật là ngăn nắp. Bây giờ Hồng sẽ hướng dẫn các bạn xếp từng mảnh vải một. Ví dụ như mảnh vải Hồng đang cầm trên tay là một mảnh vải linen, và để xếp cho nó đẹp thì Hồng sẽ bắt nó 1 mét. 1 mét, 1 mét 2 thì tùy các bạn, nhưng mà Hồng khuyên các bạn nên bắt từ 1 mét thôi. Thì đối với những cái mảnh vải lớn như vậy á, mình bắt 1 mét á, thì nó cũng sẽ kiểm soát được, mình không có bị quá nặng tay. Hoặc hơn nữa, khi mình bán á, mình sẽ ước chừng được số mét của mình. Nếu như chúng ta bắt 1 mét đều tay thì chúng ta chỉ cần đếm nó bao nhiêu lá thì nó là bấy nhiêu mét. Sau khi mình xếp xong thì chúng ta sẽ bẻ mảnh vải vào nằm tư, và chúng ta bẻ tất cả các nếp vào ở giữa. Lý do bẻ, tại sao bẻ các nếp vào giữa như vậy thì tí Hồng sẽ chia sẻ. Và bây giờ thì là việc của chúng ta là phải đưa cái tay vào lồn kéo làm sao cho những cái nếp vải, lá vải ở bên trong nó không có bị gãy lại. Và mỗi lần chúng ta bẻ cái mảnh vải vào vị trí nào thì tay phải đặt ở đó để đảm bảo rằng bên trong của mảnh vải nó không có bị nhăn nhiều lớp. Và đây là lý do tại sao mà khi nãy Hồng chia sẻ với các bạn là nên xếp mảnh vải các mép nó vào ở giữa. Bởi vì nếu như chúng ta xếp mà vào bên ngoài như vậy á, thì có những cái đường nó sẽ bị lộ ra như thế này, và nó gây mất thẩm mỹ rất là nhiều nếu như các bạn xếp theo kiểu đưa cái mép ra bên ngoài. Và đây là một mảnh vải linen mà khi mà Hồng mở ra thì nó có rất là nhiều cái nếp gãy ở bên trong như thế này, các bạn có thể để ý thấy không ạ? Và đây là lý do tại sao mà Hồng muốn các bạn là khi xếp á, mình cầm mảnh vải thật là cao lên và phải nồn tay nó vào kỹ ở bên trong. Nếu không á, thì ở bên trong khi mà chúng ta mở ra thì có rất là nhiều nếp nhăn, nếp gãy. Những nếp gãy như thế này sẽ khiến cho khách hàng không có cảm tình với mảnh vải của chúng ta, và dẫn đến việc mình thuyết phục họ mua mảnh vải này rất là khó khăn. Chính vì vậy mà việc của chúng ta đó là phải nồn tay cho thật kỹ các bạn nha, đừng để cho mảnh vải này nó bị nhiều nếp gấp như vậy ạ. Mặc dù những nếp gấp này là mình sẽ ủi ra được, nhưng mà khi mà chưa kịp ủi thì mảnh vải mở ra cực kỳ là khó. Chúc các bạn luôn đắt hàng, và đừng quên follow kênh của Hồng nhé.